Chào bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các cái position như bài đã học vừa rồi để chúng ta làm ra được các cái drop down menu kiểu như này. Khi các bạn trỏ chuột vào thì nó sổ ra một cái menu gọi là sub menu, đúng không? Sub menu tức là cái menu con ở bên trong. Đó. Thì để làm ra như này thì làm như nào? Cái app ứng dụng của cái sub cái drop down menu này thì rất nhiều trong tất cả các cái ứng dụng, nhất là về web, hiểu không? Rồi, thế bây giờ mình sẽ bắt đầu code thử một thằng tương tự như thế này cho các bạn xem. Đó, thì đây mình có cái file HTML CSS ở đây. Mình bắt đầu gõ code này, HTML đúng không? Xong rồi thêm cái đằng CSS kia vào head đây. Đó. Style CSS. Rồi. Bên trong này mình sẽ tạo ra một cái menu. Menu thường người ta dùng cái thẻ cái thằng ULLI này này. Đấy, để làm ra các cái menu như vậy. Ví dụ đây mình cho là gì? Menu 1 đúng không? Đấy. Không, mình đặt tên đi. Đó, dễ. Home này. About này. Contact. Reload lại. Rồi, bây giờ chúng ta có ba cái menu như này. Bây giờ bên trong nó About mình muốn cho thêm từ từ nhá. Trước khi đi vào làm sub menu, bây giờ mình bắt đầu style cho thằng này một chút đã. Mình đặt thằng này class là gì? Menu. Rồi, mình bắt đầu style cho class. Hạn chế style cho element, ok chưa? Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây, thằng UL này, thằng LI này nó là các cái block element đúng không? Thì nó sẽ theo sắp xếp theo chiều dọc này. Đấy. Bây giờ thì mình muốn cho nó nằm ngang thì cũng rất là dễ thôi. Mình cho này display flex là xong. Thì nó sẽ lên cùng một hàng. Tiếp theo mình muốn bỏ đi, các bạn có nhìn thấy cái padding bên bên trái không? Màu xanh lá cây không? Để bỏ nó đi nhá. Đấy, padding không. Tiếp theo là mình muốn bỏ mấy cái dấu chấm chấm ở đầu đầu mỗi cái list item này đi. Mấy cái dấu chấm đầu dòng thì bỏ đi bằng cách là list style cho none, mất luôn. Tiếp theo mình muốn cái phông chữ đổi đi một chút, mình rất ghét để phông chữ này, mình đổi luôn. Font family là gì? Serif. Oops, này hay gõ nhầm thế nhỉ. Rồi, ok. Thế bây giờ mình thấy các cái menu này nó gần nhau quá, mình bắt đầu cho nó rộng ra một chút thì mình làm nào? Phải là dùng padding không? Mình cho 8, trên dưới 8, trên dưới 16, xung quanh 8, hai bên 8 nhé. Ok. Hơi ngược chút. Cho trên dưới 8 đi, hai bên 16. Trông đẹp hơn. Yeah. Rồi. Đấy, thì mình ra được cái menu như vậy. Bây giờ mình cho nó đổi màu chút đi. Và khi trỏ lên thì nó đổi màu nhá. Đó, thì làm như nào? Cho menu hover đúng không? Background color DD. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Cũng được. Để hơi đậm. Rồi. Thế bây giờ mình bắt đầu là code cái thằng sub menu cho thằng about chẳng hạn. Bây giờ mình muốn trỏ vào thằng about nó nhảy ra một cái menu. Nó có hai hàng. Đấy là gì? About team với cả company chẳng hạn đúng không? Team. Giờ đây mình cho một cái thằng OL khác, mình gọi là class là gì? Cũng là menu như vậy đi. À không, mình cho nó là sub menu đi. Đó. Trong này mình cho hai thằng LI. Thằng thứ nhất là gì? Như mình vừa nói là company đúng không? Hay là about team. Yeah. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị đẩy ra như này. Tức là gì? Các bạn nhìn vào đây thì thấy thằng UL này là thằng block đúng không? Thằng block thì rõ ràng là khi mà nó nằm trong cái thằng LI này có block thì nó sẽ chiếm trọng một hàng, do vậy nó nằm dưới cái thằng about. Thì đấy không có gì lạ cả, thấy chưa? Rồi, thế bây giờ mình bắt đầu là nó sẽ làm thằng LI này rộng ra, tại vì là nó chứa cái thằng UL này. Bây giờ mình sẽ
Trước tiên là mình cũng bỏ cái mấy cái dấu chấm ở đầu dòng của nó sang menu đi nhá. Menu list style none. Rồi bỏ rồi. Bỏ luôn padding đi. Rồi. Thì bây giờ mình dùng cái kỹ thuật là gì? Mình cho cái thằng UL này nó có vị trí là absolute so với cái thằng about. Đấy. Thì nó sẽ làm cho cái thằng nó sẽ bị nhảy ra khỏi cái làm sao? Cái flow của trang web, và thằng contact này nó sẽ nằm gần với thằng about như là lúc nãy. Mình cho thằng này cho này một class để mình cho nó position là relative, đúng không? Rồi thế đây mình cho thằng này một cái class là has submenu được chưa? Đấy. Thì mình bắt đầu style cho thằng đấy bên trên này nhá. Cho position là relative. Rồi mình bắt đầu cho thằng này là absolute, đúng không? Tại vì như bài trước mình đã hướng dẫn rồi, để mà thằng này nó absolute được thì thằng cha của nó phải là relative. Thì các bạn lúc này nhìn thấy cái thằng above và thằng contact nó đứng cạnh nhau rồi. Và cái thằng này thì lúc này nó không còn trong cái flow của trang web nữa. Nó bị tách ra khỏi cái flow của trang web. Bây giờ mình chỉ muốn là khi nào trỏ vào cái thằng above thì nó mới hiện ra thằng này. Thì rất là dễ, đúng không? Đấy là cái thằng above mình sẽ cho mình sẽ để mặc định thằng này là display none. Nó sẽ biến mất. Và chỉ khi nào mình trỏ vào đây thì nó mới hiển thị ra thôi. Thì lời mình làm như nào? Đấy là cái thằng has submenu này này. Và khi mà nó được hover thì lúc đấy thằng submenu sẽ hiện ra. Đấy, thử nhá. Rồi, thấy chưa? Bây giờ có một cái nữa là gì? Các bạn nhìn thấy là cái vị trí của cái thằng submenu này nó hơi bị dở hơi một chút. Tức là nó nằm lệch. Thì làm sao để debug cái thằng đấy được, để mà có thể cho nó về cái vị trí đúng như mình mong muốn, đúng không? Mình không muốn nó lệch lạc như này. Thì rất là khó để có thể inspect được thằng này, tại vì là nó biến mất mất rồi. Mình trỏ vào nó cũng không hiện ra được. Thì có một cách rất là dễ, đấy là để nó hiện ra là các bạn kích chuột phải vào head submenu này, thay đổi cái trạng thái của thằng này đi. Đây là fox state, cho nó thành hover, thấy nhớ. Thì lúc này là bạn không cần trỏ chuột thì nó cũng tự động hover, và cái thằng CSS nó sẽ có tác dụng. Thì bạn chỉ việc thay đổi cái vị trí thằng này thôi. Đấy là gì? Các bạn muốn left của nó bằng với left của about thì mình sẽ cho left 0. Yeah. Tiếp theo là mình muốn top của nó là trùng với cả div của thằng about thì các bạn cho top của nó là 100%. Tức là gì? 100% của thằng about đấy. Đó. Hoặc là các bạn có thể truyền vào cái độ cao của nó là bằng pixel được, nhưng mà không nên làm như vậy, tại vì là nếu mà nó thay đổi cái padding đi thì nó sẽ lại bị lệch tiếp. Thì để cái thằng này thằng tốt nhất rồi. Chưa? Đó. Thì bây giờ mình style thêm một chút, tại vì mình thấy ok rồi, mình bắt đầu copy thằng này vào, đúng không? Đó, copy vào đây, absolute này, left 0 top 100%. Xong rồi mình cho cái background của nó đổi màu đi một chút. Đó, background color cho nó trùng với thằng trên đi. Đó, thằng EE. Có thể cho nó rộng một chút được, không vấn đề gì cả. Ví dụ như các bạn có thể cho cái thằng submenu này rộng một chút, không sao. Nhưng thôi, mình làm đến như vậy thôi. Thì bây giờ khi mà mình reload lại trang thì nó sẽ mất cái thằng fox state đấy đi. Và các bạn trỏ vào thì các bạn sẽ ra được cái menu như mình muốn. Yeah. Trong thực tế thì thường nó sẽ chèn các cái đường link vào đây, đúng không? Tức là trong thẻ LI người ta sẽ để thẻ A. Đấy. Làm thêm tí nữa nhá. Khi các bạn không có đường link gì, các bạn để dấu thăng đây cho nó nhanh. Thì đấy là cái cách người ta hay làm như vậy. Thằng này thấy đâu, copy nhanh nhá. Rồi. Lúc đấy thì các bạn sẽ thấy là gì?
nó bị cái có cái đường link ở bên dưới như vậy. Thì lúc này rất là dễ, các bạn chỉ việc cho list cho cái thằng gì color, chỉnh lại cái thằng color và cái thằng text decoration là none là ok. Đó. Cái nữa các bạn lưu ý là có một cái rất là dở là khi mà làm theo cách này, thay vì style cho thằng A, các bạn nhìn này, khi các bạn trỏ vào xung quanh, bạn trỏ vào phần padding ấy, các bạn click thì nó sẽ không nhảy ra link. Thì đấy là một cái không hay trong cái cách làm này. Thì một bài tập cho các bạn là làm thế nào để các bạn có thể là click vào xung quanh này vẫn đi được đến cái đường link đấy. Thì mình gợi ý cho các bạn là đấy là các bạn style cho cái thẻ A này, chứ không phải là style trong LI. Cái padding ấy thì nó sẽ làm được cái việc như vậy. Thì đấy là một cái bài tập cho bài này, các bạn làm và gửi lên trên Slack hoặc là trên JSLand, mình sẽ check giúp. Ok, chào các bạn.